Ngay thời điểm giãn cách xã hội, bên cạnh những nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch, thì công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm vẫn được các lực lượng triển khai thường xuyên liên tục. Đơn cử như trong tháng 9 vừa qua, đội cảnh sát truy nã truy tìm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng đã liên tục phá án bắt tổng cộng 5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó có 2 đối tượng là tội phạm quốc tế. Những ngày đầu tháng 9, đội cảnh sát truy nã truy tìm nhận thông tin yêu cầu phối hợp từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an có 2 đối tượng tội phạm quốc tế người Hàn Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn. Theo hồ sơ truy nã quốc tế, đây là 2 đối tượng tội phạm nguy hiểm. Nếu không phát hiện kịp thời, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Chính vì vậy, đơn vị đã tổ chức họp khẩn bàn phương án truy bắt. Do đây là thời điểm thành phố đang giãn cách xã hội, nên ngoài việc lập kế hoạch truy bắt, thì các biện pháp phòng chống dịch cũng phải được thực hiện nghiêm túc. Quá trình mà khống chế bắt đối tượng là diễn ra một cách nhanh chóng, mà đảm bảo an toàn và không tuyệt đối là không làm ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Tội phạm truy nã quốc tế qua Việt Nam để lẩn trốn, đây là một trong những cái thử thách của chúng tôi. Vì thế mà trong cái vấn đề nghiệp vụ, vấn đề quản lý của người nước ngoài á, thì các đơn vị nghiệp vụ được giao nhiệm vụ á, là làm tốt công tác quản lý này. Hai người này là John Taiji, 50 tuổi và Nam Ji-won, 51 tuổi, bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol truy nã quốc tế, lần lượt với các hành vi lừa đảo và gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác. Cả hai đều chọn khu vực biển Đà Nẵng, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống ẩn náu. Được biết, ngay sau khi bị truy nã quốc tế, hai đối tượng này đã di chuyển qua nhiều nơi. Tuy nhiên, khi dừng chân ở Đà Nẵng thì bị công an phát hiện bắt giữ. Đây cũng là hai trong số rất nhiều tên tội phạm quốc tế trốn truy nã tại Đà Nẵng bị công an thành phố phát hiện bàn giao cho Bộ Công an. Có thể nói đấu tranh với tội phạm đã khó, nhưng truy tìm những đối tượng phạm tội lẩn trốn thì nhiệm vụ càng khó khăn, bởi chúng rất tinh xảo, đòi hỏi những người làm nhiệm vụ truy bắt không chỉ có lòng yêu nghề, tinh thông nghiệp vụ, mà còn phải có tinh thần chịu khó theo đuổi vụ việc và đối tượng để xác minh chân tướng. Đối với cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện cái nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, thì đòi hỏi phải đảm bảo được năng lực trinh sát cũng như khả năng tiếp cận địa bàn, bám sát địa bàn. Có thể nói rằng là một cái công tác đặc thù mà đòi hỏi cái tinh thần trách nhiệm rất cao của cán bộ chiến sĩ. Sự tận tụy miệt mài, không biết mệt mỏi của các trinh sát truy nã đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.